đây Thảo giữ con này. Đây cô đồng cho chị giữ cho bên này con cưng này. Chị phải giữ mông. Cẩn thận đấy, chích mẹ con Thảo vai ấy. Đây vai. Ủa chưa? Thấy nó đã dậy dậy. Nào. Chưa tiền tí lại xuống. Tiền này nhỏ xíu mà. Nào, ngoan nào. Rồi, tiêm luôn đội này đi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Đây. Con gì đây nhỉ? Đậu ra. Tiêm cho con đậu phạm. Không bao giờ tin nó bị ra ngoài. Kệ cho nó ở ngoài. À, khoảng con này là con đánh đá nhất đi. Hai tay từ lên đi. À, một tuần sau lại đi tiêm. Không, hai ba tuần. Ba tuần tí còn cấp sổ đã. Chờ tí. Không. Xếp đồ nó luôn. Con thích không? Đi đây chọn đồ nào. Con thích không? Nào bỏ ra để tiêm. Tiêm. Đang làm gì đấy? Bà làm gì đấy con? Đang tiêm chó. À đúng rồi, bà đang tiêm chó. Bà tiêm bi nhá. Bà tiêm bi nhá. Tiêm bi nhá. Không. Đấy. Còn một con kia để biết mặt. Tiêm bi cho rồi có động vào. Đừng tắt rồi. Chạy đi xuống lấy ấy thôi, để mẹ đấy. Quay chó để đi lấy. Đây ạ. Kìa khéo ấy vào chó. Con lấy cái mũi này này. Về rồi. Bà ngoại đang làm gì? Bà tiêm chó. Bà tiêm chó à? Này, con không được giơ vào. Bi tiêm. Ba lên kìa. Phải bao. Không phải. Lấy đâu? Kia con. Đang đói mở mắt đang đợi chồng lên để ăn này. Cho nó chơi ngoài tí. Đấy, con lấy có cái gì khó đâu mà mẹ cứ gào ầm gào ý cứ đúng. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi. Nào, cái đầu kim, một cái đầu kim khác thôi. Đây, con béo mập. Con béo mập ra đây tiêm. Ừ, con này béo nhất đàn. Rồi. Tí đợi một bạn kia bạn đem đến. Sao đấy? Nhét xích đó. Tìm cái ấy này. Đây. Đây này, đấy lại chạy xuống rồi. Đây chó đã đến để tìm cái lắc cơ mà. Đây. Ơ sao con này cứ bò đấy? Hay là ở người nó? Thế nào? Chắc là đâu ấy?
Ở đây 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 phải không? Đây mà cái này cắm ở đây để cho nó. Ơi. Có. Ơ thế hôm qua chưa? Con ơi đi thôi ra. Thì đóng cửa luôn. À thế à? Thì cứ ra là ấy mà. Ra xem nhá. Ờ. Để chạy xuống lấy một liều vaccine nữa. Đây, áo cho anh mà. Phố 1 này. Thôi. Con chó lại chết nhằn lằn lằn. Thôi, cho khách không đến. Đóng cửa mày. Con đi vào trong kia, siêu nhân đánh nhau đi. Đây, đây, đây. Đi vào trong kia đi. Nhanh. Cho cô đi nhờ tí. Chó. Không. Cú thu thu. Tiêm đậu đậu nhá. Chính xác. Chính xác. Chờ chờ bao nhiêu lâu xong bắt đầu đấy người ta mua cái khác rồi nhưng mà cứ để đấy dùng được. Gì nữa? Chả thế à, gọi hàng lên hàng tháng rồi mới có hàng. Sợ ốm đau, ốm đau. Ốm đau gì? Ốm đau. Có muốn bán hàng hay không đấy? Có. Đi, anh đi, tôi để giọng của nạn đâu, giọng giọng rồi. Ai bảo cứ hát chầu văn nhiều quá. Em có hát đâu, anh chị em à. Đậu đậu à? Tiêm vaccine, tiêm vaccine. Trời ơi, được không? Yêu thế. Đâu, mang chó ra đây để tiêm nào. Ôi, tiêm. Bạn này mấy tiền? 4 triệu rưỡi. À, phải không? Tiêm. Tôi không có toán. Bạn này tính tiết, tiền, cái gì đấy? Nhật Lan. Yêu. Cái trai. Chưa vào, lông trắng quá. Lông dày này mà. Này xinh á, hơi lai like cũng cơ hay sao ấy. Mà tóc tai giống cũng cơ thế nhỉ. Khách hàng đến mua đồ tại shop thú cưng. Cửa hàng shop thú cưng Tuyên Quang.